Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của mình. Và mình là Tom ở đây. Nếu như các bạn lần đầu đến với kênh của mình thì đừng quên hãy để lại cho mình một subscribe, đăng ký kênh để giúp cho channel của mình được phát triển nhé. Rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần ấn vào nút subscribe. Nó chính là cái nút đăng ký màu đỏ đấy. Sau đó ấn vào cái chuông bên cạnh. Như vậy là xong. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề rất là thú vị. Như anh em đã nhìn ở tiêu đề của video rồi đúng không? Đó chính là mình sẽ giới thiệu cho anh em khái niệm về drop pick, cấm chọn trong Mobile Legends. Khái niệm này rất là bình thường và phổ biến kể từ bậc rank sử thi trở lên trong Mobile Legends. Còn trước đó thì sẽ không có cái khái niệm gọi là cấm chọn anh em nhé. Về cơ bản, ai cũng hiểu rằng ở chế độ này, chúng ta sẽ phải cầm tướng trước rồi sau đó mới được chọn tướng đúng không? Cơ bản của nó là như vậy. Tuy nhiên thì tính năng này sẽ không chỉ có đơn giản như là vậy đâu. Thành bại của cả một trận đấu đều có thể xuất phát từ nguyên nhân chính, đó là cách drop pick, cách cấm và cách chọn tướng của chúng ta. Vậy thì ở chế độ drop pick này có gì hay ho và mới lạ? Chúng ta sẽ nên cấm như thế nào và chọn ra sao để có được ưu thế về đội hình so với đối phương trước khi cuộc chiến ở lục địa bình minh bắt đầu? Hãy cùng xem video clip này của mình nhé. Ở video này mình sẽ giới thiệu cho anh em những điều như sau. Điều thứ nhất đó là khái niệm cơ bản về drop pick. Drop pick là gì? Drop pick tức là tiếng Anh của từ cấm chọn đấy. Cái thứ hai đó là các vị tướng hợp với meta hiện tại để có thể tiến hành drop pick. Cách thứ ba đó là các vị tướng cần ưu tiên chọn và ban, tức là cần ưu tiên chọn và cấm đấy. Cái thứ tư đó là cách để có được vị tướng mình muốn chơi hoặc là mình muốn cấm. Và điều cuối cùng là những chia sẻ của mình, những cái nhận xét cá nhân của mình về cái chế độ cấm chọn này. Ok, chúng ta hãy bắt đầu nào. Đầu tiên, drop pick hay còn gọi là cấm chọn là một tính năng sẽ xuất hiện kể từ cấp rank sử thi trở lên trong Mobile Legends. Thay vì thích chọn vị tướng nào mà mình muốn ở những cấp rank dưới thì kể từ rank sử thi trở lên, chúng ta sẽ phải tiến hành cấm 2 vị tướng ở mỗi bên, tối đa là 4 vị tướng được cấm trong một trận đấu, và sau đó là sẽ chọn tướng theo thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới. Team nào cấm đầu thì team đó sẽ được chọn đầu, và cái này được ngẫu nhiên bởi hệ thống anh em nhé. Đây sẽ là giao diện drop pick của chúng ta. Và như mình đã nói bên trên thì việc cấm sẽ diễn ra lần lượt được hệ thống chọn ngẫu nhiên, và bên nào cấm trước sẽ được chọn tướng trước. Ở đây thì đội nào được chọn trước ý, thì sẽ được chọn một tướng thôi, rồi sau đó đội còn lại sẽ được chọn liền một lúc hai tướng. Cứ như vậy tiếp tục cho đến khi đội đầu tiên cấm sẽ được chọn hai vị tướng ở lượt cuối cùng, và đội còn lại, đội chọn sau sẽ được chọn một vị tướng cũng ở lượt cuối cùng của mình. Vì sao lại có tính năng drop pick như thế này? Nó phức tạp quá nhỉ? Đó là bởi việc tạo ra drop pick sẽ đảm bảo rằng không có vị tướng nào được dùng trùng nhau giữa hai bên, cũng như việc chúng ta sẽ phải lựa chọn để cấm những vị tướng bất kỳ, qua đó sản sinh ra nhiều kiểu chiến thuật về lối chơi với các vị tướng xoay quanh nó để hướng đến mục đích duy nhất, đó là giành chiến thắng. Anh em lưu ý rằng ở chế độ drop mode đang có trong đấu rank bình thường thì sẽ chỉ có 2 slot để cấm cho mỗi đội thôi, còn ở trong các chế độ đấu giải, ở các giải đấu lớn thì drop pick sẽ tăng lên thành 3 lượt ban, 3 lượt cấm cho mỗi bên. Do vậy, tổng cộng chúng ta sẽ có 6 lượt cấm cho 6 vị tướng cụ thể. Rất là thú vị đúng không anh em? Mình thích nhất là cái khoản không được pick vị tướng trùng nhau anh em ạ. Vì không biết anh em như thế nào, nhưng mình hoàn toàn không thấy thoải mái một tí gì luôn khi phải đối đầu với những vị tướng giống mình ở phe bên kia đâu. Như mình đã nói bên trên, drop pick không chỉ là chọn tướng, nó còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc trận đấu đó của bạn có thắng hay không. Vì nếu như bạn không chọn được những vị tướng thuận tay mà đội hình của địch lại đẹp hơn, nhiều tướng hợp meta hơn, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ rất vất vả trong việc giành lấy chiến thắng rồi. Vậy chúng ta sẽ drop pick như thế nào là phù hợp ở rank sử thi trở lên để có được một đội hình đẹp? Nếu như thế thì trước tiên chúng ta sẽ cần phân biệt rõ trong số gần 80 vị tướng của Mobile Legends những vị tướng nào là hợp ở meta hiện tại để chúng ta tiến hành cấm hoặc chúng ta tiến hành chọn. Việc khoanh vùng này sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Trước tiên anh em có hiểu được cái từ meta nó nghĩa là gì không ạ? Thì tướng meta ở đây là những vị tướng mà ở phiên bản hiện tại của Mobile Legends, phiên bản chúng ta đang chơi anh em, bộ kỹ năng của chúng có phần nhỉnh hơn so với những vị tướng khác. Ưu điểm của những vị tướng này đó là trong trường hợp hai người chơi có cùng một kỹ năng thì chất tướng hợp meta sẽ nhỉnh hơn và cho khả năng chiến thắng cao hơn so với những vị tướng còn lại. Hãy cùng mình đi tìm hiểu xem ở meta hiện tại những vị tướng nào là phù hợp ở từng vai trò nhất nhé. Ở vai trò xạ thủ thì chúng ta có đó là Kimi, top 1 xạ thủ hiện tại. Tiếp theo đó là Claude, Moskov, Carry hay Hanabi đều là những vị xạ thủ rất là hợp ở meta hiện tại. Ở vai trò đầu sĩ chúng ta có đó là Châu đầu tiên này,
Sau đó chúng ta có thể lựa chọn giữa Leomode, Tamert, Mincithar, Guinevere và cuối cùng là Ruby. Sát thủ ở đây chúng ta có những cái tên có thể nói lên, đó là Guzen, Fanny, Hellcurt, Selina và cuối cùng là Hayabusa. Ở pháp sư thì chúng ta có thể lựa chọn một số cái tên, đó là Lunox, Hurrit, Kagura, Hurley và Karita. Đỡ đòn thì chúng ta có Grog, Minotaur, Gatot Kaka, Akai. Và cuối cùng là vị trí hỗ trợ, chúng ta có ba cái tên, đó là Kaya, Angela và Digi. Đương nhiên, những vị tướng khác mà không có trong danh sách mình đề cập ý, không phải là chúng yếu hay là out meta, tức là không ở trong meta này đâu nhé. Mà đây là theo quan điểm của mình, đó là những vị tướng nổi bật về sức mạnh ở meta hiện tại mà thôi. Trong số những vị tướng trên, có một số vị tướng đặc biệt luôn luôn được ưu tiên cấm hoặc chọn. Anh em chú ý nhé, luôn luôn được ưu tiên, không cấm thì phải được chọn. Bởi vì sức mạnh của những vị tướng này thực sự rất là vượt trội, nhiều so với những vị tướng khác. Anh em có thể thử xem sức mạnh của chúng như thế nào bằng cách mua về và chơi trong chế độ đấu cổ điển hoặc là tập luyện nhé. Và một khi được nhả ra thì những vị tướng này có khả năng mang đến chiến thắng cho đội của chúng ta rất là cao. Những vị tướng đó ở đây đó là Hurrit, Kimi, Guzen, Lunox, Kaya, Grog, Hellcurt, Châu và một số vị tướng khác. Đây là những vị tướng bị ban, bị cấm rất nhiều kể từ cấp độ huyền thoại trở lên. Đối với ở cấp sử thi thì có thể đâu đó sẽ có thêm một cái tên khác, đó là Olders này. Cho nên chúng ta rất hay gặp ở những người mới chơi, đó là khi mà họ vừa lên đến cấp sử thi ý, thường thì họ sẽ rất là bỡ ngỡ đối với cái chế độ cấm chọn này. Và thường họ sẽ cấm rất là linh tinh và hay bị đồng đội chửi bới mắng mỏ. Thật ra ở đây nếu là một người chơi chuyên nghiệp thì mình nghĩ sẽ không nên làm như vậy, không nên gọi là mắng mỏ đồng đội ý. Bởi có hai lý do mà một newbie, một người mới chơi tiến hành cấm một cái vị tướng nó rất là linh tinh. Thứ nhất, đó là vì những người chơi đó có thể là họ vừa bị vị tướng đó hành xong, thấy khó chịu quá nên là cầm luôn. Cái thứ hai, đó là vì họ mới chơi, mới lên sử thi thôi, không biết ở meta hiện tại mạnh những vị tướng nào. Ở giai đoạn đầu mới làm quen Mobile Legends, mình cũng đâu biết là vì sao phải cấm Hurrit đâu. Cho đến khi mình gặp vị tướng này ở trong đấu rank và xem các giải đấu lớn thì mới biết được sức mạnh của Hurrit cũng như các vị tướng hợp meta khác nó mạnh đến như thế nào. Và kể từ giờ trở đi thì có video clip này rồi. Anh em nào mà có bạn bè chưa hiểu về vấn đề này thì share ngay clip để họ còn biết nhé. Và lời khuyên của mình ở đây, đó là anh em cũng nên tập chơi những vị tướng hợp meta đi. Còn nếu đã chơi rồi thì nên tập chơi thêm nhiều hơn những vị tướng khác, bởi nó sẽ rất là có lợi cho kết quả leo rank của anh em đấy. Vậy thì trong quá trình cấm chọn draft pick, làm thế nào để chúng ta chọn được vị trí mình muốn, hoặc đề xuất cấm vị tướng mà mình ghét? Nói về vấn đề cấm trước nhá, bởi ở trong chế độ này chúng ta sẽ phải cấm trước mà. Thì theo cơ chế cấm chọn, hai vị trí thứ 4 và thứ 5 sẽ là hai vị trí được cấm ở mỗi bên. Ở trong các trận đấu giải thì sẽ có thêm vị trí thứ 3 được cấm nữa. Vị trí thứ 3 tức là vị trí tướng ở giữa đấy. Nhưng mà chúng ta có tham gia đấu giải đâu, cho nên là chúng ta cái này tạm không quan tâm. Chúng ta chỉ cần biết là vị trí thứ 4 và thứ 5 được cấm thôi. Thứ tự cấm ở đây sẽ là mỗi bên được cấm một lượt. Lưu ý rằng việc cấm sẽ là do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Trong giai đoạn này, nếu muốn đồng đội cấm vị tướng nào, hãy kiến nghị để họ cấm bằng thao tác vô cùng đơn giản như anh em đang nhìn ở trên video clip này. Hoặc là chúng ta chat, hoặc chúng ta nói bằng chat voice. Tuy nhiên, lợi thế nhất thì nên dùng tính năng này, tức là tính năng kiến nghị cấm với anh em. Bởi nếu như mà người chơi đồng ý cấm vị tướng đó cho bạn, thì họ sẽ chỉ cần ấn vào icon mặt vị tướng đó rồi ok là xong, sẽ bị cấm rất là đơn giản. Họ sẽ chẳng phải mất công tìm vị tướng đó ở đâu cả. Về việc chọn tướng thì sao? Giả sử là mình rất thích chơi Claude đi và mình muốn sử dụng vị tướng này trong trận. Tuy nhiên thì lượt pick của mình thì ở lượt cuối cùng cơ, lượt thứ 5. Mà rất có khả năng Claude sẽ bị đối phương chọn mất, vì Claude là một vị tướng rất là hợp ở meta hiện tại mà. Cho nên điều chúng ta cần làm ở đây là giống như khi cấm ấy, hãy đề xuất một vị tướng mà mình muốn chơi và khoe ra những chỉ số tỷ lệ thắng, hay còn gọi tắt là win rate cho đồng đội. Nếu như chỉ số win rate của bạn thực sự ấn tượng, kiểu như là top 1 Việt Nam này, hay là top 10 Việt Nam đi, hay là tỷ lệ thắng hơn 70%, thì phải đến 90% đồng đội sẽ nhường cho bạn chơi vị tướng đó. Thậm chí là ưu tiên chọn vị tướng đó đầu tiên cho bạn với tính năng nhường chọn tướng cho đồng đội khi đến lượt của mình. Anh em nhớ nhé, có một cái tính năng rất là hay, đó là khi chúng ta được là vị trí đầu tiên chọn nhưng mà chúng ta thấy đồng đội
của chúng ta đề xuất một vị tướng với tỷ lệ thắng rất là cao, thì chúng ta hoàn toàn có thể nhường đồng đội chọn vị tướng đó bằng thao tác như anh em đang xem trên video clip. Ở đây anh em cần chú ý, những vị tướng được nhường chọn thường là những vị tướng luôn luôn được ưu tiên cấm hoặc chọn như mình có đề cập ở bên trên. Nào đó là Harit này, Kimi này, Gilson, Lunok, Kaya, Grock, Helcurt, Cho. Chúng chỉ cần được hở ra là cả hai đội sẽ cố gắng chọn lấy những vị tướng này để mang về lợi thế cho team. À, có một số anh em hỏi mình như thế này, đó là mỗi trận chỉ được cấm tối đa 4 slot tướng thôi, mà tướng meta thì có khá là nhiều đi, làm thế nào để mình cấm được đúng vị tướng mà team địch muốn chọn? Điều này thật ra đối với các trận đấu rank online, đấu xếp hạng online đấy thì rất là khó, vì mặc dù đúng là cấm đi được những vị tướng hợp với meta, nhưng chúng ta không hề biết đối phương là ai, thuận tay con gì, cho nên việc cấm chọn chỉ hạn chế được phần nào sự mất cân bằng của những vị tướng hợp meta mang lại trong các trận đấu Mobile Legends mà thôi. Thế nhưng, ở các giải đấu lớn, những slot cấm này thật ra rất là quan trọng, bởi khi hai đội nổi tiếng thi đấu với nhau, bản thân họ đã tìm hiểu được trước đối phương hay thi đấu với chiến thuật gì, đội hình gì rồi, qua đó sẽ có cách cấm đi những vị tướng đó để cho họ hết sai. Hoặc là, ở một số chiến thuật cấm chọn, chúng ta vẫn cố tình để cho đối phương chọn được vị tướng mà họ muốn, qua đó chúng ta sẽ có những lượt pick mang tính chất khắc chế lại những vị tướng mà họ chọn. Ví dụ như là họ chọn Kimi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn những vị tướng khắc chế lại như là Helcurt này, hay là Saber hoặc là Khufra. Về vấn đề chiến thuật khắc chế cấm chọn trong Mobile Legends thì đó là một nội dung nâng cao nên mình sẽ đề cập đến ở một video sau. Trên đây là toàn bộ những thông tin về chế độ Draft Pick từ sử thi trở lên và những điều cần biết xung quanh nó. Mình xin được chia sẻ một số kinh nghiệm chơi của mình mà mình đã trải nghiệm và mình đã biết được để anh em có thể tham khảo như sau. Đó là nếu như team bạn có người chơi sở hữu tỷ lệ thắng ở một vị tướng hot meta rất là cao, hãy tìm cách pick thật sớm cho anh ta vị tướng đó. Thanh niên đó là thanh niên gánh team đấy. Trong trường hợp mình là người chơi được chọn đầu tiên, hãy thông báo cho team để xem 4 người chơi còn lại có vị tướng nào họ biết chơi mà mạnh ở meta hiện tại không. Lấy ví dụ như sau quá trình cấm chẳng hạn, thì còn lại đó là Cho, là Gilson, là Claude chưa bị cấm thì chúng ta có thể chọn được. Hãy thông báo cho team để nhường quyền chọn cho họ ở những vị tướng đó nhé. Trong giai đoạn cấm tướng, nếu như bạn là người chơi được cấm, hãy từ từ lắng nghe kiến nghị của đồng đội nếu như họ muốn cấm một vị tướng nào nhé. Nó cũng rất là quan trọng đấy. Nếu như bạn và một người chơi khác muốn chơi cùng một vị tướng và ở cùng một vai trò, hãy đưa ra thông tin tỷ lệ thắng của mình ở vị tướng đó và thuyết phục anh ta hoặc cô ấy nhường cho bạn. Trong trường hợp họ vẫn quá là cứng đầu muốn chơi vị tướng đó đi, thì thôi, hãy nhường cho họ vị trí đó và lựa chọn một vị trí khác để đảm bảo team được toàn diện. Đừng để ganh đua nhất thời mà làm mất một sao quý giá của chúng ta nhé. Đó là toàn bộ những chia sẻ của mình về chế độ Draft Pick trong Mobile Legends. Và nếu như anh em có gì thắc mắc cần giải đáp hoặc tư vấn, hãy để lại bình luận ở bên dưới video clip này nhé. Và đừng quên, nếu như thấy video clip của mình hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một like, một subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để giúp channel của mình được phát triển, tạo thêm nhiều sản phẩm thú vị hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye!